Từ đầu chí gọi môi nào. Sẽ đi đi tìm shop thời trang ở khu nhà phố, khu dân cư, nhà phố đối diện chung cư, đối diện lóc A2 và B2, tức là U2 và M2. Vô quẩy vô, từ đầu chí quẩy vô, cổng chính nè. Này từ hướng nhà bè đi lên nha, Hoàng Quốc Việt đi lên á, quẹo trái vô, đầu chí quẹo vô, quẩy vô này là đường N1 nè. Đi lùng shop thời trang xuống nhập khẩu. Đây. Xong rồi quẹo đường D1 nè. Chết. Rồi xong luôn. Rồi. Không đi được đường này, đường này đang làm. Đang làm thì chúng ta sẽ đi được bên kia. Làm gì? À, mình sẽ đi hết đường N1. Đây. N1 nè. Nhiều đường vô sắp hai trang hiếu ít n k rồi quẹo trái đi N2 hả giao hàng tập kết đây nè. Đó, rồi thấy shop rồi đó, thấy shop cho tên shop bán đồ cha này mặt mát lắm. SNK xuất nhập khẩu VN nhập khẩu đó. Đó, nếu mà nãy mình đi từ đường ngoài vô thì đi hẳn đi luôn nè. Tới chỗ xe này nè, đánh vòng à, ở xe đây đang làm, xuống quẹo để mình ra, nhưng mà nhiều đường lắm, nhà phố này, đây đường N2, song song đường N1, rồi xong thời gian. Có nhiều trụ, nhiều nhà phố này có nhiều áo nè, đó, mỏng mát. Đối diện lớp A2 nè, đây A2 nè. Trên là B2 đó, ở diện chung cư. Rồi. Go lên chung cư B2 nè. Ở trên nhìn xuống. Ok, chào hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like đăng ký hãy tìm ủng hộ Chí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền. Bye bye.